Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Mark One. Cũng đã được 1 năm kể từ ngày mình sắm chiếc MacBook Air M2 này. Và trong 1 năm đó mình đã sử dụng nó rất nhiều và gần như là liên tục. Và đây cũng sẽ là thời gian mình nghĩ là thích hợp để có thể chia sẻ lại với các bạn rằng 1 năm qua mình đã sử dụng chiếc máy này như thế nào. Và các bạn cũng có thể dựa vào video này để xem là cái cách sử dụng các bạn có na ná giống mình không, và để xem là chiếc máy này liệu có phù hợp với các bạn không nhá. Bắt đầu ngay sau intro này. Từ trước đến giờ mình luôn cố gắng, kể cả khi mà mình có so sánh giữa một chiếc Mac với cả một chiếc máy chạy Windows, thì mình luôn so sánh bằng cách công bằng nhất. Những điểm nào hơn, những điểm nào kém thì mình luôn cố gắng so sánh bằng cách công bằng, không thiên vị một bên nào cả. Và trong video này cũng sẽ như vậy. Và cụ thể thì ngày trước, trước khi mà mình sở hữu chiếc MacBook Air M2 này, thì mình có dùng một chiếc máy Windows. Cụ thể nó sẽ là máy MSI Model 14. Bản này sẽ chạy chip Core i3 thế hệ thứ 10 thì phải. Đó. Và sau khi mà mình không sử dụng chiếc máy đó nữa, bởi vì nó không còn phù hợp với nhu cầu của mình, mình đã đổi sang chiếc MacBook Air M2 này với cấu hình là 8GB 256 bản base thôi. Thì nếu mà để so sánh giữa hai chiếc máy này thì nó hơi khập khiễng, bởi vì nói chung thì hai chiếc máy này nó ở hai cái tầm rất là khác nhau. Nhưng cũng chính vì là nó khác biệt nhau rất rõ rệt nên mình có thể cảm nhận được những cái điểm đặc trưng, những cái điểm nổi bật nhất của chiếc M2 này. Đầu tiên vẫn phải nói đến một thứ rất nổi tiếng của Mac, đó là trackpad. Trackpad thì lúc mà mình mới sở hữu chiếc máy này, mình cũng nghĩ rằng là thì nó cũng chỉ là trackpad, mặc dù nó có xịn đến đâu chăng nữa nhưng mà chuột thì vẫn sẽ là chân nái, nên là mình vẫn quyết định là dùng chuột. Tuy nhiên sau một thời gian khoảng cỡ 2 đến 3 tháng mình tiếp xúc với chiếc máy này, và cái công việc của mình nó cũng đã thay đổi rằng là mình phải di chuyển đi rất là nhiều, nên cái việc mà mang theo chuột rồi đôi khi những cái không gian nó không đủ rộng, mình không dùng được chuột, thì trackpad sẽ là cái để mình sử dụng thường xuyên hơn. Và khi mà mình đã dùng trackpad nhiều rồi á, mình đã thay đổi thói quen của mình luôn. Tức là ngày trước mình có dùng chuột, nhưng từ khi mà đã quen với trackpad rồi, tất cả mọi thứ mình làm việc trên chiếc máy này đều sử dụng qua trackpad. Kể cả là những công việc làm soạn thảo văn bản, hay là những công việc mà cần kéo thả rất nhiều, ví dụ như là mình vẽ vector ở trên Illustrator, mình cũng vẫn sử dụng trackpad luôn. Và mình không hề có cảm thấy khó chịu gì với việc dùng trackpad này cả. Khi mà đã quen, tất cả thao tác đều rất tốt. Và một cái mà mình đã nhận ra được là tại sao nó lại có thể nổi tiếng và nó có thể là mang đến cái sự thu hút như vậy cho người dùng, bởi vì là cái cảm ứng lực của nó quá tốt. Cảm ứng lực ở trên bàn di chuột của Mac, cụ thể là chiếc M2 này, nó cho một cái cảm giác nó rất là chắc chắn. Tức là việc các bạn cảm ứng lực, các bạn bấm nó rất là ok. Nếu mà mình so lại với chiếc MSI kia thì nó khác hẳn hoàn toàn luôn. Chiếc kia thì cảm giác di thì vẫn tốt, nhưng mà khi mà mình nhấn lực á, nó sẽ cảm giác hơi bị nhựa và hơi bị cứng, khá là khó chịu. Còn cái việc cứng ở trên cái trackpad này nó cảm thấy rất là tự nhiên luôn nhá. Và đây là một điểm mình rất thích ở trên chiếc máy này. Nó giúp cho mình có thể làm việc được thông suốt hơn. Mà đang nói về thông suốt thì pin ở trên chiếc máy này cũng là cái làm cho mình ấn tượng, phải gọi là gần như là bậc nhất luôn á. Cái thời lượng pin ngày trước mình sử dụng nhá, ngày trước mình có sử dụng hai chiếc máy. Một chiếc là máy gaming, thì thôi nói gaming là các bạn cũng biết là thế nào rồi đó. Và cái chiếc MSI kia, mặc dù cái chiếc MSI kia nó được phân là một chiếc máy văn phòng, nhưng mà tuy nhiên cái mức pin của nó rất là yếu. Pin của nó cũng chỉ nhỉnh hơn cái con gaming kia của mình một chút thôi. Và mình rất là thất vọng về cái thời lượng pin đó. Lúc nào đi ra ngoài cũng phải mang theo sạc, rất là cồng kềnh, rất là khó chịu. Mà nó còn nặng nữa. Trong khi cái chiếc MSI kia mình mua là để cho nó phục vụ nó nhẹ nhàng hơn, thì nó nhẹ thật nhưng mà vẫn phải mang thêm sạc thì rất là khó chịu. Còn sang với chiếc M2 này nó khác hoàn toàn luôn. Và bất kỳ bạn nào sử dụng chiếc MacBook mà có chip Apple Silicon ở trong, các bạn cũng sẽ công nhận được với mình điều này, rằng pin của nó quá tốt. Mình dùng chiếc máy từ sáng đến tối và không cần phải nghĩ gì đến sạc. Tất nhiên thì đối với cả công việc của mình, nó không có quá nhiều những cái gì gọi là nặng, ví dụ như làm 3D hay là làm về video hay làm hiệu ứng, không có. Mình sẽ làm về research thông tin này, mình soạn thảo văn bản này, làm ở trên Word hoặc là Excel, và mình sẽ có chỉnh sửa ảnh 2D nữa. Những công việc đó nó không quá nặng, như ví dụ như chỉnh ảnh 2D chẳng hạn, đôi khi mình sẽ có cần làm cả 3D nữa, những cái effect 3D á, thì mình không cảm thấy cái việc mà mình dùng 3D hay là mình dùng nặng đối với mình ở trên chiếc máy này nó là cái gì để quá khó. Pin của nó vẫn rất tốt. Và một cái dẫn chứng cụ thể nhất rằng cách đây một tuần thôi, mình đã sử dụng chiếc máy này từ 8 rưỡi sáng và đến gần 9 giờ tối nó vẫn còn gần 10%, thì như vậy đã là biết là pin nó quá tốt rồi. Và chúng ta không cần thiết phải mang sạc đi đối với chiếc máy này cả. Từ ngày mà mình sử dụng cái chiếc máy này, cái cách sử dụng nó cũng khác đi luôn, rằng là khi mà mình về nhà mình sẽ ghim sạc và mình không quan tâm là phải chờ sạc đầy rồi bắt đầu mới được dùng, mình cứ thế mà mình cắm mà thôi. Và đây sẽ là cái mức pin của mình sau 1 năm sử dụng, 97% và khoảng 150 chu kỳ sạc. Nó vẫn đang rất tốt, mới một tuần trước thôi nó đang ở mức 97, và cái việc thời gian sử dụng nó vẫn giữ nguyên, nó không có gì thay đổi cả.
Nên nếu như bạn nào mà quá quan tâm về pin á, thì các bạn cũng có thể nhìn đây là một ví dụ nhá. Không thiết là nó phải là 100%, phải cố giữ 100% đâu. Cái ngày mà mình còn 100% pin á, nó rất là ok, nhìn nó rất là đẹp. Nhưng đến khi nó tụt xuống 99 và nó tụt một phát xuống 97 luôn, mình cũng rất là sợ rằng là nó sẽ chai đi ít nhiều và cái thời gian sử dụng nó sẽ ít đi. Nhưng mà không, nó vẫn vậy. Tức là ở đây cái phần trăm pin nó chỉ là con số mà thôi. Và các bạn vẫn có thể hoàn toàn yên tâm đối với chiếc máy này rằng pin của nó rất tốt. Đến khi mà sở hữu chiếc máy này thì mình nhận ra một điều rằng đúng là cái tiền bỏ ra mà càng nhiều thì chúng ta sẽ có lại những cảm giác càng tốt. Đối với chiếc MSI kia thì mình không có chê gì nó nhá. Màn hình Full HD của nó rất là ok trong cái tầm giá mà mình mua thời đó. Từ đó mình mua chiếc máy này với giá khoảng 8 triệu. 8 triệu cho một chiếc màn Full HD như thế thì cũng bình thường thôi, không vấn đề gì. Và mình hoàn toàn hài lòng với chiếc màn đấy. Cho đến khi mình nhìn thấy cái màn của con M2 này, nó khác biệt hoàn toàn từ màu sắc cho đến độ hiển thị rồi độ phân giải, tất cả đều hơn. Và khi mà mình làm chỉnh sửa ảnh ở trên chiếc máy này á, màu của nó rất tốt. Và vốn dĩ thì bởi vì là các bạn đã sử dụng rất nhiều các sản phẩm iPhone, nên là khi mà các bạn chỉnh màu ở trên màn của Mac á, nó sẽ rất tương đồng với màu của iPhone. Nên là làm việc của nó rất là thoải mái. Chúng ta ít khi phải nghĩ đến việc mà cân lại màu màn hình hay là phải chỉnh sửa màu màn hình làm sao cho nó chuẩn. Và điều này là mình rất thích. Tuy nhiên có một vấn đề đối với cả chiếc máy này. Thời điểm mình mua chiếc máy này nó khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4 của năm 2023. Và thời điểm này các bạn đã biết rằng là chúng ta chưa hề có chiếc MacBook Air 15 inch. Chính vì vậy nên lựa chọn duy nhất của mình chỉ có chiếc 13 inch này thôi. Còn nếu như bạn nào mà đang hỏi là tại sao mình không chọn con Pro 16 inch á, thì bởi vì mình là đỗ nghèo khỉ. Ok, thì khi mà mình sở hữu cái chiếc 13 inch này, cái vấn đề của nó rất là lớn. Khi mà cái công việc của mình đã tăng lên với mức độ đa nhiệm nhiều hơn, rằng khi mà mình phải làm việc rất nhiều thứ ở trên màn hình này thì nó quá bé các bạn ạ. Thật sự là nó rất bé, nên bạn nào mà làm việc đa nhiệm cũng nên cân nhắc kỹ về cái vấn đề màn hình này nhá. Màn hình 13 inch ở trên này mình đã làm việc nó khá là khổ sở. Và ban đầu mình nghĩ rằng mình có thể làm quen được với nó, nhưng cuối cùng thì nó vẫn phải như thế này, một chiếc màn hình rời. Thì khi mà cắm màn hình rời vào thì chúng ta cũng không còn gì để nói nữa, nó cũng tăng cái diện tích làm việc của chúng ta lên, như vậy thì cũng sẽ thoải mái hơn. Tuy nhiên nếu như bạn nào mà không muốn cắm màn hình rời á, muốn làm việc trực tiếp ở trên máy luôn, thì nên cân nhắc lên cái bản 15 inch, mặc dù nó có cao tiền hơn, nhưng như thế nó sẽ cho các bạn cái trải nghiệm làm việc nó tốt hơn đấy nhá. Các bạn có đang thắc mắc rằng là khi mà mình cắm màn hình rời như thế này thì mình sẽ cắm kiểu gì không? Khi mà chiếc máy này chỉ có hai cổng Type-C và một cổng cắm tai nghe 3.5 mà thôi, thì mình đã sử dụng thêm một cái cáp chuyển. Đây, mọi người có thể nhìn thấy ở đây luôn. Nó sẽ là cáp chuyển của Ugreen. Đây sẽ là loại 6 trong 1. Và các cổng cắm của nó sẽ có là hai cổng USB Type-A, một cổng HDMI, hai khe cắm thẻ SD và thẻ TF. Cùng với đó sẽ có một cổng Type-C chuẩn Power Delivery nữa, tức là các bạn có thể cắm sạc vào luôn. Thì đối với mình thì cáp chuyển này nó hoàn toàn mang đến cho mình những cái trải nghiệm nó ok. Nó kết nối được đầy đủ những thiết bị mà mình cần. Và mình nghĩ rằng nếu như các bạn có lựa chọn thì cũng nên lựa chọn bản này. Bởi vì nếu như các bạn có chọn thêm những cái cổng cắm mà nó có nhiều cổng hơn á, thì mình thấy ở trên thị trường nó sẽ có thêm cổng dây mạng. Mà dùng Mac rồi thì cổng dây mạng cũng không quan trọng lắm đúng không? Hoặc là cổng tai nghe 3.5 có thêm ở trên chiếc cáp chuyển này cũng không cần thiết, bởi vì trên máy cũng đã có rồi. Đó, thì mình cũng sẽ chia sẻ qua một chút về cách mà mình kết nối cho chiếc máy này thôi. Còn về cái việc kết nối thì nó cũng hơi khó chịu một chút ở một vài cái trường hợp, khi mà cái dây của nó cũng hơi lằng nhằng như thế này. Thì nếu như các bạn có muốn lựa chọn những cái thiết bị mà nó nhỏ gọn hơn thì cũng có thể tham khảo của nhà Hyper. Họ sẽ có những cái cáp chuyển mà nó gắn sát vào cho máy như thế này, thì khi chúng ta sử dụng sẽ rất là thoải mái và ok hơn. Còn đối với cả chiếc cáp chuyển này thì một vài trường hợp mà không gian nó nhỏ thôi, còn lại thì mình đều hài lòng với cả cái thiết bị bên ngoài này. Còn một điểm nữa mà các bạn cũng rất quan tâm, đó là tính ổn định khi mà các bạn xuất màn hình ngoài. Thì đây, mình đang có cắm trực tiếp lên để cho các bạn xem. Nó rất ổn định từ đầu video đến giờ. Ngoài ra thì mình đã cắm với rất nhiều các thiết bị khác, từ TV cho đến máy chiếu rồi màn hình, tất cả đều ổn định và ở rất nhiều các môi trường khác nhau nhá. Tất cả cắm đều rất là ok, không có sự chập chờn hay là có vấn đề gì cả. Nên là mình sẽ rất là suggest các bạn đối với cáp chuyển này. Mức giá của nó không quá cao mà chất lượng mang lại cũng rất là tốt. Đối với một người làm việc đa nhiệm như mình thì việc mà chiếc máy nó ổn định và có thể là đa tác vụ tốt là một điều cực kỳ quan trọng. Và rất may rằng chiếc MacBook Air 12 này có thể làm được điều đó. Mặc dù như ban đầu mình đã nói rằng chiếc máy này chỉ là 8GB 256 mà thôi, nhưng tất cả những gì mình làm việc trên nó chưa bao giờ xảy ra hiện tượng giật lag đối với những công việc mà nó có thể làm được. Thì những công việc mà mình đã từng làm ở trên chiếc máy này, và nặng nhất nhá, sẽ là mình mở tầm khoảng 15 đến 20 tab Safari. Tại sao mọi người sẽ thắc mắc tại sao không phải là Chrome mà lại là Safari? Bởi vì là mình không dùng quá nhiều account ở trên một trình duyệt. Giống như kiểu là Chrome á, mọi người sẽ thường tạo rất là nhiều các cái account ra.
Nhưng mà mình thì không cần cái điều đó, mình sẽ dùng chung một account mà thôi. Nên là mình sẽ lựa chọn Safari để sử dụng. Và khi mình mở 15 đến 20 tab Safari như thế thì nó chả có vấn đề gì cả. Thì ở trong này nó sẽ có những cái nguồn tài nguyên để mình tìm ảnh này, tìm thông tin khi mà mình làm video này, hoặc là mình dùng Facebook hay là Zalo hay gì đó, rất nhiều ở trên Safari. Cùng với đó nữa, trong thời gian này mình cũng sẽ mở thêm cả Photoshop và Illustrator để có thể là xử lý hình ảnh làm việc và chuyển file qua giữa hai cái ứng dụng này để làm việc cho nó ok hơn. Thêm vào đó là sẽ có cả Word và Excel mình mở lên để có thể là chỉnh sửa cho cái công việc của mình và lên kịch bản cho các bạn nữa. Đó, tất cả những ứng dụng đó mình đều mở đồng thời cùng một lúc và không có ứng dụng nào có vấn đề gì cả trong quá trình mình sử dụng. Riêng chỉ khi mà mình bắt đầu mà có những cái công việc nó cần đòi hỏi nhiều cái tài nguyên của máy hơn. Ví dụ như mình chỉnh sửa effect 3D ở trên Illustrator thì lúc này nó xử lý sẽ khá là chậm và mình hơi thất vọng một chút về cái việc xử lý 3D ở trên chiếc máy này. Nhưng mà cũng chả trách gì được, một chiếc máy chỉ có 8 GPU mà thôi, nên việc mà nó xử lý 3D nó bị chậm hoặc là nó bị khựng thì nó cũng không phải là một cái gì đấy quá đáng trách. Và được cái là mình cũng ít khi sử dụng hiệu ứng 3D nên là mình không hề trách gì về cái chiếc máy này cả. Nhưng mà bạn nào mà sử dụng hiệu ứng 3D nhiều ở trên này nhá thì nên cân nhắc rất kỹ, mặc dù là nó có thể nhỏ gọn thật, mang đi mang lại thì tiện thật, nhưng nếu như mà nó xử lý công việc mà nó bị chậm như vậy á thì tốt nhất là nên chọn lên những cái bản Pro 14 hoặc là 16 inch nhá. Và một điểm nữa mà mình nhận ra sau một năm đó là cái vấn đề nhiệt độ của nó đã tăng lên khá khi mà mình sử dụng chiếc máy này. Thời gian đầu tầm vài tháng mình dùng và mình chưa bao giờ cảm thấy rằng chiếc máy này nó ấm lên đâu, ấm lên thôi nhá, chưa hề cảm thấy luôn. Nhưng dạo gần đây thì mình đã bắt đầu nhận thấy cái hiện tượng rằng khi mà mình mở với công việc tương đương như vậy thì nó cũng sẽ cảm thấy là nóng hơn, ấm hơn một chút. Tất nhiên là không đến mức mà nóng như kiểu là những chiếc Pro 2019 ngày xưa đâu, nó chỉ hơi ấm lên thôi. Nhưng mà như thế là cũng đã có một cái sự khác biệt rồi. Và theo mình lý giải được cái vấn đề này, đó là bởi vì mình đã thường xuyên update những cái bản macOS beta. Thì cho các bạn chưa biết macOS beta là gì thì Apple sẽ thường tung ra những bản beta để có thể là test trước các tính năng và sẽ có cái phần feedback này nữa để cho các bạn có thể là feedback lại những cái vấn đề xảy ra trong bản beta này thì họ có thể tung ra những cái bản macOS chính thức nó ổn định và nó tốt nhất. Thì đó cũng có thể là một vấn đề. Còn nếu như các bạn nào mà cũng dùng M2 và cũng bị tình trạng này thì cũng có thể comment ở phía bên dưới và chia sẻ vấn đề tại sao lại như vậy nhá. Bóng đất một chút cho các bạn về macOS thì sự thành công của tất cả các sản phẩm Apple từ trước đến nay đều phải có sự góp mặt của hệ điều hành và macOS ở trên chiếc máy này cũng không làm mình thất vọng. Từ khi mà mình chuyển từ một chiếc Windows sang với cả một chiếc Mac như thế này thì mình cũng không mất quá nhiều thời gian để làm quen, bởi vì cái giao diện của nó từ cái bản mà mình mở chiếc máy này ra đó là Monterey nó đã rất dễ để làm quen rồi. Các cái icon rồi vị trí sắp xếp nó rất giống với cả iPhone, vì vậy nên là làm quen nó cũng rất nhanh thôi. Chỉ tầm khoảng từ 1 đến 2 tuần là mình đã bắt đầu có thể sử dụng nó mà không cảm thấy khó chịu, và sau đó tầm khoảng 2 đến 3 tháng là mình đã sử dụng thành thạo và rất là mượt đối với chiếc máy này rồi. Đối với bản Monterey thì khi các bạn click vào một cái file nó sẽ không mở và các bạn bắt buộc phải bấm chuột phải sau đó bấm open, thì cái bước này nó rất là mất thời gian và mình đã nhận ra ở trên chiếc máy này của mình. Sau đó thì mình update lên bản Ventura. Thì ở bản Ventura này tất cả mọi thứ đều tốt, từ mặt giao diện cho đến cách sử dụng và cái việc mà lỗi vặt thì nó cũng không xảy ra nhiều. Nhưng đến khi mà ra bản Sonoma thì mình cũng vẫn phải update lên thôi để mình trải nghiệm và sau đó sẽ có các video cho các bạn. Thì khi mà mình dùng bản Sonoma thì nó rất là hay khi mà có tính năng màn hình khóa mới và có thêm tính năng Add to Dock nữa để mình rất là tiện khi mà mình truy cập vào Facebook hay là vào YouTube. Tuy nhiên thì cái Add to Dock nó lại xảy ra một vấn đề đối với cả Facebook, rằng là khi mà mình truy cập vào những cái thư mục nhỏ ở trong Facebook á thì nó sẽ rất hay bị tình trạng là bị khựng và đứng lại ở cái trang đó và không thể làm gì được. Và cách duy nhất đó chỉ là tắt đi bật lại mà thôi. Cũng khá là phiền đối với cả cái vấn đề lỗi này đấy. Nên là qua cái quá trình mà mình sử dụng thì mình cũng sẽ nhận ra một điều rằng bản macOS tốt nhất tại thời điểm này có lẽ sẽ là bản Ventura. Và khi mà các bạn có sở hữu một chiếc máy cụ thể như là M2 ở đây thì cũng nên dừng lại ở bản Ventura thôi nhá. Đó là những trải nghiệm của mình sau một năm sử dụng chiếc MacBook M2 này. Và nếu như bạn nào cũng đang sở hữu MacBook M2 cũng có thể để lại bên dưới phần comment những trải nghiệm của bạn về chiếc máy này để cho mọi người cùng biết nhá. Và nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mac One để không bỏ lỡ nội dung cực hay có trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.